Sau các việc nổi danh ở Hollywood, Kelly Marie Tran được Disney ở bé, Hồng Châu được đề cử Oscar. Kelly Marie Tran. Nhắc đến những nữ diễn viên gốc Việt nổi đình nổi đám tại Hollywood, khán giả Việt không thể không nhắc đến Kelly Marie Tran, Trần Loan, nàng công chúa Disney gốc Việt duy nhất. Nữ diễn viên sinh năm 1989 là người Việt thành công nhất tại địa hạt điện ảnh Hollywood. Kelly Marie Tran đảm nhận vai Rose Tycho trong hai phần của bộ phim đình đám Chiến tranh giữa các vì sao, Trời đi cuối cùng và Sự trỗi dậy của Skywalker. Tháng 3 năm 2021, phim hoạt hình dành cho trẻ em đến từ hãng phim Disney đã chính thức ra mắt mang tên Raya và Rồng Thần Cuối Cùng, và Kelly Marie Tran đảm nhận vai nữ chính công chúa và là người lồng tiếng cho nhân vật Hồng Châu. Người đẹp Hồng Châu tại địa hạt điện ảnh Hollywood thường không tham gia những bộ phim đình đám. Nữ diễn viên sinh năm 1979 thường là gương mặt quen thuộc của những bộ phim hàn lâm đậm chất nghệ thuật như Thu Nhỏ, Ác Từ Trong Trứng. Cụ thể, trong bộ phim Thu Nhỏ, Hồng Châu đã đảm nhận vai diễn Trần Ngọc Lan và được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô cũng được mời vào cơ quan tổ chức giải Oscar danh giá. Hồng Châu đã tham gia 6 dự án điện ảnh và 16 phim truyền hình của Hollywood. Lana Condor. Lana Condor Trần Đồng Lan là trẻ mồ côi sinh ra tại Cần Thơ và được cha mẹ nuôi người Mỹ nhận nuôi từ thuở bé thơ. Nữ diễn viên sinh năm 1997 được cha mẹ ủng hộ nhiệt tình và là hậu phương vững chắc giúp cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood danh giá. Trong lần đầu tiên chạm gõ điện ảnh, Lana Condor đã đảm nhận vai diễn phụ trong bộ phim đình đám X-Men: Cuộc chiến chống Apocalypse. Tuy nhiên, tên tuổi của người đẹp gốc Việt chỉ thực sự lên hương và phổ biến khi tham gia dự án phim tuổi teen của những chàng trai năm ấy. Sau thành công của bộ phim, hãng phim xứng danh ông lớn ngay lập tức chốt đơn cho hai phần tiếp theo của bộ phim. Ali Wong. Ali Wong là một trong những cây hài độc thoại đình đám tại Hollywood và là người gốc Việt. Trong những năm 2016 đến 2018, người đẹp sinh năm 1982 đã cho ra mắt công chúng hai bộ phim hài nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2019, Ali Wong tiếp tục hợp tác trong bộ phim điện ảnh Luôn Luôn Có Thể. Sự duyên dáng, hài hước và đa tài của người đẹp 8X gốc Việt luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng giới chuyên môn Hollywood và khán giả. Chưa dừng lại ở sự nghiệp diễn xuất, Ali còn viết được cả kịch bản phim. Lê Vi Trường. Nữ diễn viên sinh năm 1983 Lê Vi Trường đã có dịp góp mặt vài giây trong bộ phim Quá Nhanh và Quá Nguy Hiểm 7 và gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi diện mạo quyến rũ và xinh đẹp. Dù thời lượng xuất hiện ít ỏi nhưng Lê Vi Trường lại được khán giả bình chọn là nhân vật nữ đẹp nhất trong các phần phim này. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 8X còn tham gia trong loạt dự án phim của Hollywood như Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên và loạt phim Chuyện Ma Ám Ở Căn Nhà Họ Hiêu. Ngoài tài năng diễn xuất, người đẹp 8X còn từng làm MC, người mẫu và đóng quảng cáo. Brenda. Sinh năm 1988, bố cô là người dân tộc Mông ở Việt Nam, còn mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Brenda làm diễn viên từ năm 6 tuổi. Cô là một trong số ít gương mặt đại sứ sáng giá nhất của Disney. Suốt thời niên thiếu, Brenda đã tham gia hàng loạt series phim truyền hình hài ăn khách của hãng Disney, trong đó có bộ phim Cuộc Sống Thượng Hạng của Zack và Cody. Brenda Song từng được bình chọn là một trong 25 ngôi sao hot nhất dưới 25 tuổi. Trong Netscape, Brenda đứng thứ 9 ở top 10 gương mặt nữ đẹp nhất trong ngành giải trí. Tháng 12 năm 2006, cả tạp chí Cosmo Girl lẫn Popstar đều gọi cô là nữ Disney và các thành viên trong trang web Us Man đã bầu cử Brenda Song làm diễn viên của năm. Những nữ diễn viên gốc Việt như Kelly Marie Tran, Hồng Châu, Lana Condor, Brenda khiến khán giả Việt nở mày nở mặt khi thành công tại địa hạt điện ảnh đình đám thế giới Hollywood. Hậu quả thật là những con người có tinh thần nỗ lực miệt mài cùng tài năng xuất chúng bởi làng giải trí nơi đây vô cùng khắc nghiệt và có sự thanh lọc lớn. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.